Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi mật khẩu TikTok một cách nhanh chóng và dễ dàng. Video dành riêng cho những bạn nào chưa biết, bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua giùm mình ha. Đôi khi việc thay đổi mật khẩu là cần thiết để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những rủi ro bảo mật. Hãy theo dõi từng bước chi tiết để đảm bảo rằng tài khoản TikTok của bạn luôn an toàn và bảo mật tốt nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ vào TikTok ha. Tiếp tục các bạn sẽ vào chữ hồ sơ. Tiếp tục các bạn vào chỗ ba gạch ở góc tay phải màn hình. Rồi các bạn chọn cài đặt và quyền riêng tư. Ở phần này các bạn nhấn vào chữ tài khoản cho mình. Tiếp tục các bạn nhấn vào chữ mật khẩu nè. Ở đây khi các bạn thiết lập cái tài khoản TikTok bằng tài khoản Gmail thì nó sẽ gửi về Gmail của các bạn. Hoặc là các bạn thiết lập cái TikTok của mình bằng cái số điện thoại thì nó sẽ gửi mã xác nhận vào cái số điện thoại của mình. Bây giờ công việc của các bạn là đợi một khoảng thời gian ngắn để nó gửi cái mã xác minh về đây. Bắt đầu mình mới nhập vô cái chỗ này hết các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào Gmail mình kiểm tra ha. Đây nha các bạn. 344241. 344241. Rồi, công việc của các bạn chỉ là nhập mật khẩu mới của mình thôi. Rồi, tiếp tục các bạn nhấn chữ tiếp tục nè. Đó, mật khẩu đã được thay đổi. Rất là đơn giản luôn ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp các bạn thay đổi mật khẩu TikTok một cách dễ dàng và bảo vệ tài khoản của mình tốt hơn. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video hướng dẫn khác. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.